Bất kỳ ngày hay đêm, chỉ cần tiếng chuông điện thoại vang lên, Trung tâm Cảnh sát 113 luôn có người thường trực nghe và tiếp nhận những thông tin liên quan đến an ninh trật tự và yêu cầu chính đáng của người dân đề nghị công an giúp đỡ. Đồng thời, tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, ổn định tình hình trật tự. Chúng tôi luôn luôn có phương châm nhanh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất, luôn luôn đến hiện trường xử lý những cái vụ việc về an ninh trật tự và địa chỉ tin cậy của nhân dân. Chúng tôi nguyện là lực lượng đáng tin cậy của nhân dân mà luôn luôn xứng đáng là niềm tin yêu của Đảng và nhân dân tỉnh Nghệ An. Thường xuyên đối mặt với các đối tượng lưu manh, côn đồ, manh động, đòi hỏi mỗi cán bộ của tổ công tác phải có sức khỏe, có phán đoán chính xác để hành động, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như an toàn cho lực lượng tham gia. Đồng thời, phải giỏi nghiệp vụ, dũng cảm trong mọi tình huống, linh hoạt, mềm dẻo về kỹ năng ứng xử để vận động mọi đối tượng, mọi trường hợp, đáp ứng với phương châm nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất. Trung bình hàng năm, lực lượng cảnh sát 113 tiếp nhận hơn 1.000 tin báo, huy động hơn 8.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, xử lý hàng chục vụ việc. Tôi là một người dân thì cảm thấy là lực lượng 113 là rất cần thiết và rất có trách nhiệm với dân để cho luôn luôn bảo vệ dân và để cho cuộc sống, bảo vệ cuộc sống bình an của toàn dân. Để tăng thêm sức mạnh trong tấn công trấn áp tội phạm, đáp ứng yêu cầu phản ứng nhanh, xử lý gọn các tình huống bất ngờ, Công an Nghệ An tiếp tục thành lập tổ công tác tuần tra vũ trang 373. Cơ bản lái xe đều chấp hành, nhưng một số trường hợp có hành vi không chấp hành, thái độ, chúng tôi cương quyết xử lý các hành vi vi phạm, không nề nang, ngại va chạm. Để có được kết quả trên, các tổ 373 công an tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự theo chức năng nhiệm vụ được giao. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, tổ công tác 33 sẽ tăng cường các biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý triệt để đối với các đối tượng tội phạm hình sự cũng như là các vi phạm khác với phương châm là không có vùng cấm và xử phạt cương quyết. Cán bộ chiến sĩ lực lượng phản ứng nhanh công an tỉnh Nghệ An đã và đang góp phần cùng các lực lượng nghiệp vụ khác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an hết lòng vì nhân dân phục vụ.